đã vượt qua được lần nữa. Sao vượt qua được rồi à? Vậy thì chúng lại overlay để phá trong bảo mật thôi. Lệnh overlay à? Nó là con dao hai lưỡi đấy. Nếu thành công, chúng ta sẽ vượt qua được hệ thống bảo mật và truy cập thẳng vào hệ thống dữ liệu. Nếu không, công sức của anh em chúng ta sẽ đổ sông đổ biển hết. Vậy anh định thế nào? Nếu không dùng lệnh đó, chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Thời gian không còn nhiều nữa. Anh phải quyết định thôi. Quyết một bài toán khó thôi. Ban đầu cũng đưa ra phân tích ra cách làm, xong rồi từ đó mình sẽ chuyển nó sang code để mình lập trình nó ra sản phẩm. Thì trong quá trình đó thì không phải là lúc nào mình làm cũng đúng hết. Tất nhiên là nó cũng sẽ có rất chi là nhiều lỗi. Đôi khi một cái lỗi mình fix thì mình có thể hết cả buổi trời. Mình phải tìm hướng giải quyết làm sao cho nó tốt nhất và nhanh nhất. Để khi mà cái sản phẩm của mình đưa ra chạy thì nó là tốt nhất và hạn chế ít lỗi nhất. Anh cũng biết là nghề của mình là công nghệ mà, vừa học vừa làm, cho nên có nhiều thứ không tìm nhanh kịp ấy, nên hơi khó khăn. Mình không biết, nhưng mà cá nhân mình thì khi mà một ngày làm việc ấy, mà mình đến tầm buổi chiều tầm 3-4 giờ, một ngày làm việc quá tập trung đi rồi, đầu óc thì chắc là đầu óc lúc đó nó loãng rồi. Mình gặp những cái vấn đề nó cực kỳ nhỏ xíu luôn và rất chi là dễ giải quyết. Nhưng mà thậm chí là cái lúc đó mình ngồi có thể là không biết được, mà mình ngồi từ lúc đó đến tối luôn mà mình cũng không ra. Xong cái lúc sau mình sửa ra xong mình thấy lại thì mình nghĩ lại cái đó là đúng là buồn cười thiệt. Hiện tại bây giờ em tiếp cái website đi. Một thời gian sau thì em thấy cái website của mình chỉ cần gõ cái Google hoặc là gọi đâu nó hiện lên. Mình cảm thấy vui khi mà sản phẩm của mình xuất hiện ở đâu đó. Em nghĩ đồng nghiệp là vui nhất. Mỗi ngày đến công ty ấy, mình nói chuyện với nhau, mình làm việc với nhau ấy, em thấy khá là vui. Còn về vấn đề công ty ấy, vui ấy, thì em nghĩ là vui nhất là đợt team building của công ty. Nó hơi vất vả một chút nhưng mà nó cực kỳ vui. Khi mà mình làm ra cái sản phẩm ấy nó không có được như mình mong đợi thì mình thấy buồn thôi. Kiểu như là mình tâm huyết nhưng mà khách hàng thì họ cảm thấy không có được đáp ứng nhu cầu của họ. Kiểu như là mình thấy cái đó tốt nhưng mà họ, ý là lĩnh vực chuyên môn của mình, mình thấy cái này ok nhưng mà đối với khách hàng thì cảm xúc họ dành ra cái tác phẩm của mình không có được thỏa mãn cái mong muốn của họ. Mình làm nhiều đó nhưng mà đôi lúc cái dự án của mình nó lại cấp trên lại có kế hoạch khác ấy, cho nên cái dự án của mình không cần nữa, hoặc là từ từ sẽ cân đấy. Mình hơi buồn vậy thôi. Những cái landing page á thì người khác có thể nhìn vô nó rất chi là dễ, nhưng mà để mà làm ra được ấy thì nó cũng cần một cái quá trình. Hiện tại á thì công ty mình á thì cái số lượng landing page nó cũng rất chi là lớn, để mà quản lý được nó theo một cái luồng từ trên xuống dưới để cho người khác nhìn vô dễ hiểu thì mình cũng cần phải sắp xếp lại. Đôi khi landing page nhiều mấy chục cái thì tất nhiên là thỉnh thoảng cũng sẽ có cái lỗi thì mình phải vô mình khắc phục. Thì đó là một cái vấn đề khó khăn. Thực ra cái vấn đề chuyển dịch đấy thì em cũng quen. Tại em làm cũng lâu năm, em cũng thấy deadline cũng nhiều rồi. Cho nên mấy cái chuyển dịch này thì em ok. Nhưng mà đôi lúc thì mình phải gồng mình này, mình làm thêm buổi tối. Còn thời gian này trên công ty thì đôi lúc không kịp, mình phải chạy nhanh để kịp cho tiến độ ấy, để mình theo kịp cho dự án của công ty. Vậy thôi. Em nghe nói nhiều rồi đấy. Em nghĩ là không khó khăn đâu. Cũng tùy người ấy, tùy tính đấy. Mọi người thì như nào thì em không biết, nhưng mà bản thân em thì đúng là khô thật, hiện tại vẫn chưa có bồ nữa. Mình cũng chả biết làm sao, tại vì bây giờ trong đầu óc mình toàn số xiếc rồi cốt kiếc rồi, chứ có biết văn thơ gì đâu, không khô khan thì sao được. Công nghiệp thì anh em rất vui vẻ hoạt động. Trong công việc thì thường xuyên giúp đỡ nhau, có những vấn đề gì đó nó lớn hoặc là mang tính chất của chung ấy, thì anh em góp ý sôi nổi rồi nhỉ. Góp ý mình để mình hoàn thiện hơn. Công ty em tạo cho mình một cái môi trường làm việc rất chi là ổn định và rất là tốt. Đồng nghiệp ở đây thì mỗi người sẽ có một chuyên môn khác nhau. Còn cấp trên thì cũng tạo điều kiện tất cả cho bọn em để bọn em làm việc tốt thôi.
Em muốn phát triển hơn sau này, hỗ trợ mọi người là tốt nhất có thể. Em muốn là cái phòng IT của mình sẽ phát triển mạnh hơn nữa về tất cả mọi mặt bên ngành công nghệ thông tin. Thì hiện tại em là nhân viên của Diva thì em sẽ cố gắng hết sức, có kế hoạch gì hoặc có ý tưởng gì thì em sẽ cố gắng giúp. Em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người trong công ty, ban lãnh đạo đã cho bọn em một môi trường làm việc rất tốt để bọn em có thể phát triển bản thân hơn. Và từ đó em sẽ cố gắng để hoàn thành tất cả công việc một cách tốt nhất.